Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết ở bên Mỹ thì trước hết á, mình xin chúc kính chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn là ngày mùng 1 Tết gia đình mình sẽ làm những thứ gì. Thì năm nào cũng vậy, bà xã của mình thức dậy sớm nấu một số đồ ăn chay ăn luôn của cả ngày Tết luôn đó. Thì các bạn thấy ở đây bà xã nấu một số món xào rau và đậu hũ. Ok, thì mình cũng làm một cái mình cũng cúng sơ sơ vậy thôi. Đây các bạn thấy bên này thì đây cái nơi này là cũng là bàn ăn của nhà mình nhưng mà ít sử dụng, cũng không có bàn thờ gì hết á. Mỗi lần cúng thì cũng lên bàn ăn này luôn, cúng luôn các bạn. Ở đây thì có một mâm quả, một ít đồ ngọt, bà xã có nấu ít chè chua nước, rồi một số bánh kẹo, bánh mứt gì đó. Thôi vậy thôi các bạn, ngày Tết gia đình mình chỉ vậy thôi. Ở bên đây thì Tết cũng không đi đâu hết, ở nhà cúng rồi ăn xong rồi nghỉ ngơi trong nhà thôi, không có làm gì hết. Thôi mình xin tạm dừng tại đây. Xin tạm biệt các bạn. Bye.